Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Mối quan hệ thực sự giữa Như Quỳnh và Đàm Vĩnh Hưng là đôi bạn rất thân trong nghệ thuật. Lần đầu tiên, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ những chuyện anh chưa từng kể về Như Quỳnh. Sau nhiều năm sinh sống và định cư ở nước ngoài, Như Quỳnh quyết định về nước để thực hiện live show đầu tiên. Vào tối ngày 26 và 27, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, vị khách mời đặc biệt trong chương trình của cô chính là Đàm Vĩnh Hưng. Với hai phong cách hát nhạc trữ tình khác nhau, người hâm mộ rất tò mò xem lần song ca này họ sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc âm nhạc như thế nào. Chia sẻ về người bạn, gắn bó hơn 20 năm, Đàm Vĩnh Hưng cho hay từ đây anh gọi Như Quỳnh là bé Như vì tên khai sinh của cô là Lâm Lê Quỳnh Như. Nam ca sĩ chia sẻ, anh biết Như Quỳnh khi cô được xem là giọng ca nhí hàng đầu của nhà văn hóa thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh trong khi bé Như nổi tiếng. Trong khi bé Như nổi tiếng, nhiều người yêu mến thì Đàm Vĩnh Hưng khi đó vẫn lặng lẽ là bạn, theo dõi cô, thậm chí muốn chụp ảnh với Như, Mr. Đàm còn phải xin phép. Như được lòng tất cả mọi người, kể cả những cô chú, nhạc sĩ rất khó tính. Bạn ấy từ nhỏ đã hát hay, xinh đẹp và đầy đủ tố chất của một ngôi sao, Mr. Đàm chia sẻ. Đàm Vĩnh Hưng còn thẳng thắn cho rằng, trong thời gian này, anh từng đi hát lót cho Như Quỳnh. Như hát không phải bạn. Đối với Hưng thì Như là biểu tượng của người con gái Việt Nam. Tóc dài dễ thương, xinh đẹp tài năng, hiền lành và khiêm nhường. Có quá nhiều điều tuyệt vời ở Như. Hình ảnh của Như lúc đó đúng là một biểu tượng mới vô cùng sinh động và năng động. Hát được, múa được, nhảy được. Cô ấy đúng là có đầy đủ các yếu tố của một đại ngôi sao. Sau đó có rất nhiều ca sĩ khác ưa chuộng học theo hình ảnh này của Như. Cũng để tóc dài, mặc áo dài khi lên sân khấu hát. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn thấy rất nhiều nghệ sĩ mang bóng dáng của Như Quỳnh. Cũng theo cách xinh đẹp và dễ thương như vậy. Dẫu vậy, với tôi thì Như vẫn là tượng đài mới, là hình mẫu nghệ sĩ mới, không ai có thể thay thế được, Mr. Đàm chia sẻ. Chia sẻ về kỷ niệm với Như Quỳnh, Đàm Vĩnh Hưng kể. Gái Như trong mắt anh cũng là một cô gái vui vẻ và hài hước. Có lần đi hát đám cưới một người bạn ở Mỹ, Như Quỳnh nảy ra ý định thay đổi kiểu tóc một chút cho lạ mắt vì nhiều năm nay cô vẫn giữ mái tóc dài buông xõa, vì thế nữ ca sĩ quyết định búi hết lên, lấy lời quần tóc chụp lại, rồi đổi tóc dạng ngắn. Trong đám cưới hôm đó, ca sĩ Phượng Loan, vợ của nghệ sĩ Chỉ Tài, đi ngang qua đã ngỡ ngàng trước khuôn mặt có nét lạ, nét quen, bèn giơ tay chụp lấy mái tóc của Như Quỳnh, khiến cô chỉ muốn đồn thổ vì xấu hổ. Cả hội được fan cười vỡ bụng và đó là kỷ niệm khiến cả Như Quỳnh và Đàm Vĩnh Hưng mỗi lần gặp nhau trong câu chuyện phiếm với bạn bè đều lôi đề tài đó ra để mua vui. 20 năm gắn bó có với nhau vô vàn nốt nhạc vui buồn và kể cả những nốt trầm, nhưng tình bạn của Đàm Vĩnh Hưng và Như Quỳnh vẫn vậy. Anh tiết lộ trong live show đầu tiên của Như Quỳnh ở Việt Nam, anh có màn song ca khiến khán giả không thể nào quên trên sân khấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.